Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ là buổi sáng ngày 25 tháng 1 năm 2021. Mình sẽ giao lưu với các bạn một cây mai giáo nha. Cây mai giáo này cũng lâu năm rồi đó. Không, các bạn hai cốt thân nó kiểu dáng lông nha. Một cầm tay của mình nha. Nãy mình đo được là 13 đó. Hoành thân của nó là 13 này. Còn vành đế của nó là 45 nha. Và bây giờ mình sẽ đo chiều cao tổng thể trước khi mà mình đi vào chi tiết của cây. Cây nó có chiều cao là 80 nha. Bề rộng tán của nó là 90. Cao 80, tán rộng 90. À, nhìn rất đẹp ha. Bông búp màu nâu căng rồi nè. Bông búp màu nâu căng rồi nha các bạn. À, mình sẽ quay từ trên quay xuống nha các bạn. Mình có đánh dấu chữ D là hoa dao á. Đó, bông búp ha, rất là nhiều ha. Này. Chia bàn tay lại mới thấy được nữa nha. Coi có mẻ số là 16 á. À, bông búp là đều hết luôn rồi. Trúng rồi ha. Cúc trúng rồi ha. Nó được trồng trong một cái chậu xi măng nha. Mình nuôi trong cái chậu xi măng á. Để mình đo thử cái đường kính của chậu hơn là bao nhiêu. Đường kính của chậu này là 45 nha. Đó. Rồi. Gốc đế nó này các bạn. Cái vành đế này mình đo là 45 ạ. Không, già sụ luôn ha. Những cái bộ rễ nó là rễ nôm này. Rễ nhô cao lên trên mặt chậu luôn nha. Nhìn nó rất là đẹp ha. Chỗ này do mình chưa xe mấy cái đất này cho không là chỗ này là trống dữ lắm. Bới trong này nè. Mình cũng không có thời gian để chỉnh sửa. Đó là nguyên bản của nó này. Không, già lắm rồi. Cái này phải 90 năm trở lên không nha. Không, vỏ không, xù xì à. Các tán các chi là nó đều chân hết rồi nha. Tháo kim tri là hết rồi. Tháo kim tri lạc lá này cách đây hơn nửa tháng rồi. Đó. Cốt thân rất là mập mạp, cứng cáp. Cái này mà các bạn ví dụ không thích dáng lông thì cũng có thể phế bỏ để làm bonsai rất là tốt nha. Bởi vì nó có đủ tiêu chuẩn của nó là xù xì này, già nua, với lại là đường đi của đế bộ rễ của nó rất là đẹp, nó trải đều luôn á. Rễ chân nôm mà làm bonsai cũng rất đẹp. Mình chơi cù tàng thôi. Rồi mình sẽ quay một vòng cây này rồi kết thúc video tại đây. Các bạn có nhu cầu sở hữu cây này thì hãy liên hệ đến mình qua hai số điện thoại 039407 1359 hoặc số Zalo 0849020790 để sở hữu nha. Để mình đếm thử cây này bao nhiêu chi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chi nha. 6 chi một ngọn. Không, coi lùm giống như cành đào, những cành đào ha. Búp nó to như những cành đào luôn.
Rồi, những ai yêu mến cây này thì hãy liên hệ đến hai số điện thoại mình vừa nêu nha. Hoặc là kết bạn Zalo với mình để sở hữu. Mình cũng sẽ báo cáo lại quy trình làm việc bên mình là các bạn chuyển khoản đủ nha. Mình không có thu hộ nữa, bây giờ cũng gần Tết rồi. Gần cuối năm rồi, bưu điện nó cũng không thu hộ lắm. Bưu điện không thu hộ nữa đâu. Mới báo cáo mình lại. Cho nên là nếu có muốn sở hữu cây này thì chuyển khoản đủ cho mình. Còn không thì thôi, chứ còn mình không có giao lưu bằng cách thu hộ nữa nha. Rồi các bạn có yêu mến kênh của mình thì hãy nhấn nút like và nhấn chuông để theo dõi kênh của mình. Và những ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để có những clip mà các bạn lựa chọn những cây phù hợp với giá và điều kiện của mình nha, để chơi Tết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc tất cả nghe đầu tuần vui vẻ và làm việc thành công, dồi dào sức khỏe. Xin chào.